Anh có nhớ em không? Anh nhớ chứ, em nhớ anh không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà cha không có cho em ra gặp anh. Cha họ cho người canh chừng em suốt ngày đêm luôn, không có cho em đi đâu hết trơn á. Em phải tìm cách mãi mới trốn được ra đây đó. Anh đừng có lo mà, em sẽ cố gắng thuyết phục cha. Chờ em nha. Ngáy ò của em. Chờ em nha. Ngáy ò. Dò. Gẹo em hả? Em đi đâu gẹo? Cười. Ôi. Anh ơi. Ôi, em giận anh luôn. À, được rồi, được rồi. Xin lỗi được chưa? Bà đâu rồi? Bà! Con Lan đâu? Tôi hỏi bà con Lan đâu? Ông làm gì mà ông nóng dữ vậy? Tôi đã nói với bà rồi, tôi cấm đi gặp thằng Trung. Vậy mà dám đi gặp thằng Trung, bà hiểu không? Con mình nó lớn rồi, nó tới tuổi cặp kê rồi, làm gì mà ông căng thẳng dữ vậy? Tôi đâu có cấm yêu đương. Chứ tôi hỏi bà nè, trong cái làng này nè, bộ hết thằng giàu có học giỏi này hay sao? Đến đi thương một thằng á, nghèo rớt mồng tơi, một chữ bể đôi không biết. Bà có biết ngu lắm không? Thì nó ngu giống tôi vậy đó. Nếu tôi không nhất quyết đời sống rồi chết á, thì cha tôi đâu có cho tôi cưới ông. Làm gì ông có cơ hội vô làm rể nhà này chứ? Bà này, nhưng mà cái chuyện đó khác. Khác cái gì? Lan! Lan bà biểu! Lan đâu? Lan! Dạ. Lan biểu! Con đây nè cha. Trả lời cho cha chứ. Hồi trưa này con đi đâu? Gặp ai? Hả? Gặp ai? Dạ con. Nói! Gặp con... ai? Con. Nói! Dạ gặp anh Trung. Trung. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao cấm. Không được gặp thằng đó. Tại sao con dám chạy cha? Ông à, từ từ, con nó đang sợ kia kìa. Từ từ cái gì? Bà muốn lấy một thằng á, nghèo rớt bằng tơi, để tự hủy hoại cuộc đời đó hả? Cha, tuy anh Trung nhà nghèo, nhưng mà anh ấy tốt lắm cha. Tốt tốt cái gì? Tốt có giàu có được không? Nếu giàu có được á, thì đâu suốt ngày á, cày sâu cuốc bẩn ngoài ruộng vậy? Thân nó nuôi chưa xong, làm sao nuôi được con chứ? Con nói rồi, cha không cho con lấy anh Trung, con không có lấy ai nữa đâu. Nên, không có lấy thằng Trung nữa hết á. Kể từ hôm nay, cha cấm không được gặp thằng đó nữa, hiểu chưa? Cha! Mày cha. Cãi cha, mày cãi không? Ông. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Hả? Yêu tin đâu? Hả? Yêu tin đâu? Hả? Có đâu rồi? Có sao không? Hả? Sao không vậy? Đâu? Yêu tin đâu? Yêu tin hả? Yêu tin? Trời ơi! Yêu tin đâu? Yêu tin ở đâu? Hả? Ai là hai người của nhà mình vậy? Bà ơi, tỉnh dậy đi bà ơi. Con ơi, ai cứu giùm con tôi. Có ai cứu con tôi không? Con ơi. Anh hai. Chuyện gì vậy? Sao giờ này còn ở đây nữa? Mày hỏi ngộ. Đi làm thuê giờ nó ở đây ở đâu? Bộ anh hai không hay chuyện gì hết hả? Chuyện gì mày nói lại đi, vòng vòng quá mệt. Anh hai dừng tay lại nghe em nói nè. Chuyện gì nói đi. Điệp Hòa, yêu tình là vào làng mình đó anh hai. Yêu tình là vào làng nữa hả? Đây lần thứ 3 trong tháng nó vô làng, nó phá hoại, bắt bớ, giết người, cứ làm riết vậy mà ai mà chịu nổi. Mà nè, Điệp Hòa nó vô nhà ai vậy? Nhà ông Phú Hộ. Nhà ông Phú Hộ. Rồi, có ai bị sao không? Lan có bị gì không?
nghe bà con đồn á, gia đình nhà ông Phú Hộ lớp thì bị thương, lớp thì chết. Chị Lan. Lan sao? Lan sao? Mày nói đi, mày nói đi. Lan bị Yêu Tinh bắt rồi. Lan bị Yêu Tinh bắt. Bình tĩnh lên đi bà. Bà đừng chết bỏ tôi rồi bà. Ông Bá Hộ, ông Bá Hộ có chuyện gì? Bà Bá Hộ, bà Bá Hộ, ông Bá Hộ, chuyện như thế nào? Chuyện là như thế nào? Của Lan, nó bị Yêu Tinh bắt đi rồi. Nhất định tôi sẽ cứu Lan về. Mọi người, tôi nhất định sẽ giết được con Yêu Tinh và cứu Lan trở về đây. Khoan đã, vợ tôi bây giờ đã mất rồi. Tôi chỉ còn một mình con Lan là người thân duy nhất. Tôi hứa, nếu ai cứu được trở về, tôi sẽ gả cho người đó lấy làm vợ. Ông Bá Hộ cứ yên tâm, Lan là người tôi yêu thương nhất trên đời. Cho dù không lấy cô ấy được làm vợ, tôi vẫn muốn nhìn thấy cô ấy sống khỏe mạnh. Nam, theo anh. Cảm ơn cậu. Dừng nghỉ ngơi chút xíu đi. Mệt muốn chết. Đi cái gì từ sáng tới giờ? Nè, anh hai, uống miếng đi. Rừng núi rộng lớn vậy, biết gì đâu mà tìm tên yêu quái đó. Em nghĩ mình đi lạc rồi đó. Anh nghĩ là mình đang đi đúng hướng đó. Làm sao anh hai biết được? Thì nghe cho bà con kể, con Yêu Tinh rất là bự, với lại đang bắt cóc Lan nữa. Chắc chắn trên đường đi nó sẽ để lại dấu vết. Và anh để ý trên đường đi rất nhiều cành cây gãy. Chỉ là em nhìn thấy đi, những dấu chân nữa nữa. Mình đi theo hướng nó chắc chắn là đúng rồi. Trước sau thì mình gặp nó thôi. Ừ. Thôi, đi đi cho kịp. Mà khoan đã. Gì nữa? Cũng phải kiếm cái gì nhét vô bụng trước chứ. Ê, đằng kia có bụi cây dại kìa, lại hái ăn. Anh hai. Ngon lắm, hái ăn đi. Tưởng vô trong rừng này là chết đói rồi đó. Hên sao có mấy trái này để ăn lót dạ. Nói chung là ngon thiệt. Ủa anh hai. Trên đời này mình có hai ông mặt trời hả ta? Làm gì có một thôi. Bậy. Có hai ông mặt trời.
Vậy anh hai không tin đúng không? Nhìn nè, đó, một ông mặt trời đúng không? Đúng rồi. Ông mặt trời thứ hai nè, nhìn. Ủa, cái gì mà sáng dưới vậy ta? Để em leo lên coi. Ừ. Thôi bỏ đi. Lên. Giữ cho anh hai. Anh hai, cẩn thận nha. Là cái trống em ơi. Hả? Cái trống. Quăng xuống đây, quăng xuống đây. Cẩn thận nha anh hai, khỏi gì té. Giữ lấy nè. Hey. Trống gì lạ vậy ta? Tại sao lại có hai cái dùi? Một xanh, một đỏ. Nó nghe. Gì? Em khẳng định với anh hai, đây là cái trống thật. Sao em biết? Hỏi vậy là thấy là kỳ. Quên lời ba má dặn hả? Cái gì phát sáng đều là thần hết. Cái trống này phát sáng là trống thần. Nói bậy đi. Mà tại sao giữa rừng thiên nước độc như vậy lại có cái trống nằm trên đó lại còn phát sáng nữa chứ? Không tin thì thử đi. Thắc mắc chi cho mệt. Nè, bây giờ em với anh hai cùng nhau đánh vô. Nếu như có phép màu xảy ra, đích thị đây là trống thần. Ờ. Một, hai, ba. Dừng lại. Ông là ai vậy? To gan. Hai người là ai mà tại sao dám phá trống của ta? Dạ không có. Dạ xin ông bớt giận. Tại vì tụi con đang đi, cái tụi con thấy cái vật gì nó phát sáng, cái tụi con tò mò, cái con leo đi, con lấy xuống, ai ngờ cái trống này, chứ tụi con không có ý mạo phạm đâu. Ông ơi, nếu ông có tức giận, ông muốn trừng phạt á, thì ông cứ trừng phạt con đi, tại con là người xúi anh hai con lấy cái trống đó xuống á. Thôi bậy, dạ có phạt con nè, tại con leo đi con lấy xuống mà. Không phạt con xúi ảnh mà. Dạ phạt con nè, tại con leo xuống. Thôi được lấy. Rồi. Nè, dạ. Để. Ông ơi. Con trả lại cho ông. Dạ. Nhưng mà ông cho con hỏi một câu nha. Người cứ hỏi. Ông phải ma không? Không được hỗn láo. Ta là thần trống. Thần trống? Đó, em nói đâu có sai. Tần mà. Hai người lại tại sao vào đây phá trống của ta? Dạ, chuyện là như vậy. Không hiểu sao dạo gần đây trong làng con xuất hiện một tên yêu tinh. Hắn mỗi lần xuất hiện là giết người, cướp bóc, thậm chí là bắt người yêu của anh hai con nữa. Bởi vậy con và anh hai con nhất quyết phải vào rừng sâu này để tìm cho bằng được tên yêu tinh đó, để giết trừ gian diệt bạo, sau đó là cứu người yêu của anh. Thì ra hai người vào tận rừng sâu là định cứu người. Dạ. Thôi được, vậy thì ta sẽ cho hai người mượn cái trống này. Hả? Vậy là cái trống này có công dụng gì thưa thần? Cái trống này khi chĩa vào người nào cầm dùi màu xanh đánh vào trống thì sẽ làm cho người sống chết đi. Cầm dùi đỏ đánh vào trống sẽ làm cho người chết sống lại. Sau khi tiêu diệt con yêu tinh xong, hãy mang trống này về trả lại cho ta. Nhớ chưa? Dạ. Vậy là cứu được chị Lan rồi. Dạ. Dạ. Con đổi con thật. Con đợi ông thần. Con đợi. Ủa? Đi mất tiêu rồi. Cháu là thần, ông biến rồi đó. Đi con người, đi. Đi hướng nào bây giờ anh hai? Cứ này. Đi. Anh hai có nghe thấy tiếng gì không?
Hình như là tiếng thở. Sai rồi. Tiếng trống. Gì tiếng trống ở đây? Trong bụng. Đói bụng chết. Nữa? Mới ăn xong rồi đói bụng hả? Thì tại đi từ sáng tới giờ ăn có mấy trái dâu rừng. Mày ham ăn quá. Nè, không phải tiếng trống. Hình như tiếng của một người con gái đang khóc. Hả? Thiệt vậy không? Có khi nào là chị Lan khóc không? Không phải. Tiếng này không phải tiếng của chị Lan. Em hiểu rồi. Kiểu gì? Là tiếng khóc của tên yêu tinh. Mà tên yêu tinh là nữ. Em đi quá. Nó bậy bạ. Vậy là chúng ta sắp tới miệng hang rồi đó. Sắp tới chỗ yêu tinh rồi. Hiểu chưa? Đi kiếm đi, kiếm đi. Khoan. Em ngửi thấy một cái mùi nó lạ lắm. Mùi gì? Nói anh hai đừng có sợ nha. Mùi xác chết á. Mùi tanh tanh đúng không? Vậy chắc chắn chúng ta gần tới miệng hang rồi. Hay chỗ có yêu tinh nữa. Đi kiếm đi em. Anh hai. Đừng làm ồn. Con yêu tinh phát hiện được là mình chết chứ nó. Anh hai ơi, cái hang này coi bộ sâu dữ lắm á. Sao em biết? Ừ, mày vậy mà có thông minh. Tụm. Cái gì tụm? Tiếng hòn đá rơi xuống nước kêu cái tụm. Mày xạo quá, tao không nghe gì đâu. Tao nghe vậy là sâu lắm rồi đó. Ừ, sâu quá. Vậy bây giờ làm sao xuống đi ta? Giờ làm sao xuống đây ta? Anh hai, có cách. Đưa chân. Này, bây giờ mình sẽ thả cọng dây thừng này xuống, hiểu không? Mình sẽ leo xuống, hiểu không? Hay. Nè, bây giờ anh sẽ đu xuống trước, em sẽ từ xuống sau, nghe chưa? Bảy. Anh em đi với nhau, lớn lên cùng với nhau. Tự nhiên bây giờ anh đi vô chỗ chết, em đứng trên đây làm gì? Thì anh có nói là em đứng ở đây đâu. Anh nói anh xuống trước, em xuống sau mà. Nè, anh xuống, anh có chuyện gì em chạy về làng thông báo cho mọi người liền, hiểu chưa? Cẩn thận nha. Ôi. Được chưa anh hai ơi? Được rồi. Để tới em nha. Nè, em quăng cái trống xuống nha. Rồi. Hi. Hay quá, chụp được hả? Ừ. Thấy nó nghe giờ rảnh anh chụp cái này nè. Ê. Quăng chết to. Nè là. Rồi. Em xuống nha. Rồi, xuống đi từ từ. Em có sao không? Anh hai nè. Sao trong ngày tối quá anh hai? Nè, hình như anh nghe tiếng khóc ở hướng này. Đi theo anh. Đi. Bám sát anh nè. Tiếng khóc càng ngày càng lớn. Anh cũng nghe nữa. Em thấy có bóng người. Đâu? Chị Lan. Lan, em Lan nè, anh Trung nè. Không phải Lan. Anh Trung ơi, em đây nè anh Trung. Lan, chị Lan bên kia. Lan. Em đây nè anh Trung. Lan. Em có sao không? Em không sao á. Yêu tính làm gì em không? Không. Xin lỗi nha. Bên kia là chị Lan, chị còn đây là ai? Cô ấy tên là Hiền, cha mẹ của cô ấy bị ở tinh giết hại, tội nghiệp lắm. Cô cứ yên tâm đi, ngày hôm nay cô gặp hai anh em thì tôi là may mắn lắm rồi. Tôi sẽ giúp cô thoát ra. Bây giờ chúng ta phải tìm cách ra khỏi hang động này, chứ không yêu tinh nó quay lại thì nguy lắm. Đúng đó,
Thôi nhanh lên anh. Đi, chúng ta đi. Lên. Ôi, trời đất ơi, tôi hoài nhức đầu muốn chết nè. Nè, nè, bây giờ em đưa hai cô gái lên miệng hang trước, anh ở lại chống chọi với con yêu tinh này. Thôi anh hai, anh em mình sống chết có nhau, giàu sinh ra tử. Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết. Không được, cách của em á là bốn người đều chết hết, chỉ mình anh hy sinh thôi. Xin, hiểu chưa? Xin. Bây giờ hai thằng bay, thằng nào lại bước lên cho ta ăn thịt trước. Chờ một chút xíu để ta tính kế. Anh hai bây giờ tính kế sao giờ? Bây giờ. Để em. Tên yêu tinh kia, qua ta. Đừng nghĩ ta sợ nhà ngươi nha. Đừng nghĩ tụi ta sợ nhà ngươi nha. Anh em chúng ta thay mặt cho dân làng tới đây để giết yêu tinh như nhà ngươi. Giết yêu tinh nhà ngươi? Hai anh em ta đã từng giết những tên yêu tinh còn xấu hơn nhà ngươi nữa. Xấu hơn nhà ngươi nữa? Cảm ơn cái gì? Cảm ơn? Vì ngày xưa tới giờ chỉ có tụi bay mới khen tao đẹp thôi. Không có gì. Nhưng mà chưa hết. Trước đây ta cũng đã từng lấy răng nanh của yêu tinh để làm cuốc làm sản. Xin. Gì? Tao không có răng nanh. Bây giờ phải làm sao? Cái trống. Quay. Ta đã có trống thần trong tay. Đánh một cái là nhà ngươi sẽ chết. Có tin hay không? Không. Không tin hả? Kể nào, đánh. Chết. Chết là do em quên đã. Cây màu trống màu đỏ, ông thần nói là để cứu người. Cây màu xanh biến yêu quái. Xin, cái niềm đó, cõi đây. Chết. Con yêu tinh chết rồi. Chết rồi, nhanh lên. Mình ơi, sao mình chết bỏ tôi vậy mình ơi? Tôi biết sống với ai đây? Cha. Con. Trời ơi con. Mẹ con mất rồi con ơi. Mẹ ơi. Dạ, ông bá hộ cứ yên tâm. Con có cách cứu bà bá hộ. Cậu nói thật hả? Dạ. Nè, đưa trống cho anh. Xong. Xong lên nè, em mọi người đi với mình thôi. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đã giữ đúng lời hứa. Con. Tôi xin gả con gái tôi làm vợ cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thưa thần, nhờ có cái trống thần này mà chúng con đã tiêu diệt được tên yêu tinh, trừ họa cho dân làng. Như đã hứa, chúng con đã quay lại để trả lại cho thần cái trống này. Anh có nhớ em không? Anh nhớ chứ, em nhớ anh không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà cha không có cho em ra gặp anh. Con thấy cái vật gì nó phát sáng, cái tụi con tò mò, cái con leo lên con lấy xuống, ai là cái trống này, chứ tụi con không có cái màu phạm đâu. Ông ơi, nếu không có tức giận con muốn trừng phạt á, thì ông cứ trừng phạt con đi. Tiếng con đã rơi xuống lúc kiểu cách trầm bằng sầu á, tao cũng nghe vậy đó, nghe vậy là sâu lắm rồi đó. Thật xanh anh chung thật thà. Vậy bây giờ làm sao xuống đi thầy?